Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người là cái cấu tạo bên trong của cái TV siêu mỏng này các bạn. Mở lên nè, cái đèn nè. Đây là cái màn hình đó. Hư rồi. Giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên mình tháo cái này ra. Đây. Xong. Đây là cái tấm màn hình. Màn hình mà thường thường để mình thấy hình ảnh này kia rồi đó. Mình muốn thấy được cái hình ảnh đó là cái tấm này. Rồi, gỡ cái tấm này ra. Các bạn sẽ thấy cái tấm màn hình nó mỏng về đây, đây mỏng lét ha. Rồi xong, cái tấm này là cái tấm điểm để cái màn hình lên. Rồi đây nó có những cái tấm mà nó ánh sắc ánh sáng các bạn. Đây được một tấm, hai tấm ha. À, hai tấm đây, để qua đây. Rồi ở đây một tấm nữa, tấm này là cứng lắm nha. Đó, dở tấm này ra thì thấy bên trong đèn led vậy thôi. Ở dưới này thì là cái bo mạch của nó thôi. Đó, mạch của nó này. Nếu mà không có cái tấm này thì thường thường cái tivi mà mình thấy nó có đốm đốm như vậy á, là mấy cái đốm này là cái đốm của cái đèn led nó phát sáng, nó không có cái tấm phản quang. Khi đó mình để cái tấm màn hình vô thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như vậy. Trời chú mưa vậy? Tí xíu rồi em vô vậy. Đây, tấm màn hình này bị hư rồi nha các bạn. Nó bị hư rồi, nó mới phát sáng màu đỏ như vậy nè, cái dòng của nó màu đỏ. Nếu mà mình không có gắn vô trong này thì nó sẽ như vậy á. Rồi mình nếu mà mình gỡ cái cáp mà để nuôi lên trên cái màn hình á, thì mình gỡ cái cáp ra thì các bạn nhìn thấy nè, cái cáp là mình gỡ ra nó vẫn còn lưu điện lại trong này nè. Đây, cái tấm là mình còn thấy nó có cái màu hồng hồng phải không? Nào mình để ra ngoài thì ánh sáng nó vậy đó, đó. Mình đi vô mà nó cái màu còn hồng hồng luôn nè. Tí mà mình rút điện ra rồi á. Bây giờ mình rút điện của cái táp màn hình ra rồi các bạn, nó còn tích điện lên. Rồi để mình ráp nó lại. Thấy cái gì? Cái viền gắn cái màn hình đây. Viền đây.
khi mà mình ráp cái viền vô xong rồi thì mình sẽ đưa cái màn hình lên. Đây, màn hình. Màn hình lúc này nó vẫn còn tích điện. Đây cái màn hình nó hư rồi, nó còn tích điện đâu mà các bạn, nó xanh xanh rồi đó. Đó, bây giờ mình lấy cái cáp này mình gắn vô. Đó, mình gắn cáp vô. Mình điện vô thì nó sẽ sáng lên xíu nữa các bạn. Gắn vô nó ứng lên nè. Thường mà mình mở cái tivi lên mà mình mở tivi lên mà mình thấy mà nó đen vòng vòng nó mở một hồi nó đen vòng. Đây là cái màn hình này bị hư rồi, khỏi sửa. Đây là dấu hiệu của hư màn hình đó các bạn. Rồi thì mình ụp nó vô vậy thì nó sẽ trở thành một cái màn hình TV bình thường. Đây, TV còn đang chạy. Mình giới thiệu cho các bạn là cấu tạo đơn giản của cái màn hình LCD. Rồi mình tắt máy thì đây nè. Mình nhấn nút tắt thì nó sẽ tắt luôn. Đây, khi mà mình bấm tắt thì cái màn hình nó sẽ tối thui. Khi mà mình dở điện lên thì cái màn hình này nó dở lên thui, nó không có gì hết. Tại vì nó phải rút nguồn lại rồi. Có đôi vậy là không biết nó hư sao gì hết nha.